sau đây thì nhạc cụ chính hãng sẽ test bóc khui hộp cây đàn K200 2017. Cây đàn này thì đã được nhạc cụ chính hãng bán tại Việt Nam cách đây 2 năm. Và hiện tại trên thị trường thì nó rất là hot và có thời điểm nó bị cháy hàng. Đây là cái đàn K200 nguyên thùng vừa nhập về luôn, một đống ở trong kho. Ok, mình sẽ bóc ra thử tiếng. Có dao lọc giấy em? Đây giống như đập hộp á. Đây là cây đàn với giá tiền vừa phải mà cho hiệu năng rất là tốt. Nó phải tương đương với những cái cây cao tiền hơn nó. Cụ thể là về âm thanh và chức năng. Này, thời đại của China rồi, tất cả mọi thứ đều ở China. Cái này hàng chất lượng nó khác không? Cái này là bên mình có dạy học để đàn này cho các bạn học viên đánh cũng 2 năm rồi không có vấn đề xảy ra hết. Sản phẩm này đang được bảo hành chính hãng 2 năm, đổi trả trong vòng 30 ngày nếu như gặp một lỗi nhà sản xuất. Ngoại hình rất là đẹp, màu đen. Quan trọng là có big band này, nó đơn giản nhưng mà không phải đàn nào cũng có đâu. Khi đánh những cái bài dân ca bolero luyến láy mà không có nó là thua đấy. Thứ hai là chức năng tút pep phone. Đây thì chức năng này là nó là giống như là cái cảm ứng màn hình ấy. Hay là đây là cảm ứng phím, tức là nó giúp cho mình phát âm theo cái lực đánh của mình. Mình đánh mạnh thì nó ra âm mạnh, đánh nhẹ ra âm nhẹ. Nó tương đương với giống như cây đàn piano cơ và những dòng đàn cao cấp. Trong đây thì nó có lưu sẵn 110 bài nhạc từ organ cho đến piano. Các bạn nào đang học piano thì mua cây này về nó có chỉ sẵn trong đấy luôn. Cái đàn K200 này thì có 390 voice. Tiếng của nó thì tương đương với Yamaha và nhiều hơn những cái đàn cùng phân khúc. Tiếp theo là có 100 style. Rồi, thử cái nha. Đây, nghe tiếng đàn nó biết lý do tại sao mà hè vừa rồi nó bị cháy hàng. Voice, that's that.